này cây kim quýt nha, cây này mình mới làm lại à, mới uống sơ đã uống rồi về làm lại, lại vô kẽm lại thôi nha, bỏ lâm tùm rồi mình vô kẽm mình cắt lại cho các bạn thôi. Cây này nhìn nó cũng già lắm, cây này chiều cao khoảng 32 thôi. Cây này cái đế đế nhìn cũng đẹp, cũng được tương đối. Kim quýt nha bạn, đó nhìn nó cũng già cây lắm, nhìn nó cũng có nét á. Giờ các bạn mốt các bạn lợp vô cái nắp nữa. Cái này mới giai đoạn được nước hai nước à, hai nước kẽm, ba nước kẽm. Mốt cái này mình vô bắt cái nắp nữa bạn, bắt một số cành ngay chỗ cái nắp này nè. Kim quýt nha bạn, kim quýt dạo này kim quýt bán, nói chung giờ cây gì nó cũng từ từ, càng ngày nó càng cạn kiệt. Có linh sam trồng quy mô công nghiệp với gò công công nghiệp ở sau này thì mặt mai nó nhiều, chứ cái cây phôi mà cây khai thác hoài là một giai đoạn nào đó nó sẽ bị khan hiếm, nó hết dần từ từ các bạn, cây khai thác là từ từ hết dần. Kim quýt nha bạn, cây này cái phôi âm tàn cũng nhìn nó cũng được, âm tàn sau này ra cây nhìn nó cũng cũng có nét á, cũng tương đối. Nói chung chơi giải trí mà các bạn, có mấy xị chơi giải trí mà. Này nhìn nó cũng già cây, cái cò cho này uống người ta giật nhẹ mà đó. Nhìn vô nhìn cũng lâu lắm, cò uống được cái cò này cũng lâu. Kim quýt nha bạn, này bán một số cây với mình giảm một số cây nhà, mà đi cũng không có cây cối gì bạn, có một số cây bồ công như nhỏ như mini vị trí thôi. Mình đa phần những cây lớn thì mình bán dạo này, cây những cây lớn tiền cũng bán người quen thôi, ít đăng trên YouTube lắm, tức giờ bán tức giờ lên bán nhiều quá mấy bạn, giá cả biết giờ ảo tung trưởng hết. Kim quýt